Rồi thuốc hạ lipid thì mình sẽ giảng chính cho các anh chị về cái statin thôi. Thì cấu trúc, vận chuyển, vai trò, những cái này mình học trong sinh hóa hết trơn rồi. Các cái xe vận chuyển ha, những cái xe vận chuyển của lipid thì mình sẽ có VLDL, LDL và HDL. Cái nào kích thước nó càng to thì cái tỷ trọng nó càng nhỏ. Kích thước càng to tỷ trọng càng nhỏ, kích thước càng to bên trong nó chứa nhiều lipid. Mà lipid thì thường cái tỷ trọng nó khá là nó nhẹ ha, nó khá là nhẹ nên nó càng to thì chứa nhiều lipid nên nó sẽ tỷ trọng nó rất là thấp. Rồi LDL thì kích thước nó nhỏ hơn nên cái phần lipid nó chứa trong đó cũng ít hơn nên tỷ trọng nó là cao hơn chút. Rồi tương tự HDL thì bên trong đây là nó sẽ chứa rất ít cholesterol nè, nên ở đây nó là cái nhóm mà nó có cái tỷ trọng là cao ha. Và cái HDL này cái vai trò của nó là sẽ đi thu dọn những cái cholesterol dư thừa khi mà mình đưa tới những vận chuyển cholesterol tổng hợp hoặc là từ thức ăn á, mà đi tới những cái mô cơ quan, mô mỡ dự trữ mà nó còn thừa á, thì mình sẽ thu nó lại ha. Thì cái HDL sẽ chuyên chở để nó dọn dọn những cholesterol dư thừa từ mô cơ quan đi về gan á, từ mạch máu trở về gan. Rồi những cái này thì nó sẽ là vận chuyển cholesterol từ gan đến những cái mạch máu ngoại vi. Cái này cũng vậy ha, nó sẽ chuyển dần, cũng là vận chuyển ha, vận chuyển cái cholesterol tới những cái mạch máu ngoại vi. Cái quá trình hấp thu của lipid là nó sẽ hấp thu từ ruột ha, qua thức ăn, thịt, cá, trứng, sữa. Nó sẽ thông qua đường ruột, thông qua dưới dạng kilomirong. Thì kilomirong này nó sẽ hấp thu một phần, thì cái phần còn lại của kilomirong sẽ được chuyển tới gan. Thì chuyển tới gan nó sẽ tổng hợp tạo ra VLDL để nó tiếp tục đưa đi tới những cái mô cơ quan hấp thu được nhiều hơn, đưa những cái axit béo, axit tự do, những cái triglycerid đi tới những cái mạch máu xa hơn để dự trữ ở các mô mỡ ha. Cái quá trình mà nó vận chuyển nó mất dần triglycerid thì cái VLDL này nó thành lại LDL. Rồi khi nào LDL nó vận chuyển hết rồi, nó bị siêu hóa hết ha, thì nó sẽ được tổng hợp thành HDL, là những cái phần thừa nó sẽ đi trở về gan. Rồi những cái chỉ số này các chị tự đọc thêm ha, chứ không xem mình học nhiều rồi. Các nhóm gì tăng lipid huyết thì mình sẽ học chính, đó là nhóm là statin, nó ức chế cái quá trình tổng hợp cholesterol. Rồi cái nhóm mà thuốc không tan với axit mặt cholesteramine thì cái nhóm này á nó sẽ làm tăng cường sử dụng cholesterol. Thì khi mà tăng sử dụng cholesterol để tổng hợp axit mặt, bây giờ nó tạo phức với axit mặt, cơ thể bị mất axit mặt mà axit mặt được tổng hợp từ cholesterol nên ở đây nó ức chế axit mặt. Rồi bây giờ thiếu axit mặt thì nó phải lấy cholesterol ra để nó tổng hợp axit mặt nên nó sẽ tăng cường sử dụng cholesterol nên nó sẽ làm giảm cholesterol máu ha. Rồi cái nhóm thứ ba tác động trên cholesterol thì nó là cái nhóm là enzymatic, thì nhóm này là cái nhóm là ức chế sự hấp thu cholesterol ở ruột, tức là mình ăn nhiều đồ béo ha, nó vẫn không hấp thu nhiều ha, nó sẽ ức chế cholesterol ở ruột. Cái nhóm mà tác động làm giảm triglyceride này á, thì cái nhóm giảm triglyceride mình sẽ học qua cái nhóm ferrat. Rồi còn cái nhóm cuối thì cái nhóm vitamin B3 này thì nói qua đầu tiên, đó là nhóm statin. Thì đối với nhóm statin này mình sẽ có ha, nhóm statin mình sẽ có cái cấu trúc như sau. Mình nhìn cái cấu trúc trước ha, cơ chế mình coi lại cái cơ chế này lần nữa đi ha, nãy mình có thể khúc này mình rớt màn thì các chị nghe lại lần nữa ha. Cái quá trình tổng hợp cholesterol tại gan nó sẽ đi qua rất rất, rất nhiều bước. Thì mình sẽ có cái giai đoạn 2 và giai đoạn 3. Giai đoạn 2 chuyển sang giai đoạn 3 ha. Thì cái giai đoạn 2 nó sẽ từ HMG-CoA nó chuyển thành là cái axit mevalonic thông qua cái enzyme HMG-CoA reductase. Thì bây giờ cái nhóm statin cơ chế chính của nó là ức chế cái HMG-CoA reductase. Mà để ức chế được cái enzyme này thì bây giờ người ta sẽ thiết kế tạo ra cái nhóm thuốc statin có cấu trúc gần giống với lại là HMG-CoA. Nó sẽ có một cái phần giống với HMG-CoA. Rồi bây giờ mình sẽ coi cái cấu trúc dưới đây. Đối với nhóm statin ha, mình đánh số vào. Khi mình đánh số ha, thì 1 nè, 2, 3, 4, 5. Rồi bên đây cũng vậy, 1, 2, 3, 4, 5. Mình sẽ thấy đây là nó sẽ có cái vị trí xúc, nó là một axit ha, nó sẽ có phần chung là một axit có 5 carbon.
Cái HMC-CoA này nó cũng là một axit có 5 carbon. Cái axit này mình đánh số rồi ha, thì nó là 3-5 ha, 3-5. Ở cái bên cấu trúc ha, 3-5 cấu trúc của nhóm statin á, nó sẽ là 3-5 đi hydroxy, hai nhóm OH và hydroxy. Đi hydroxy. Pentanoic là 5 carbon. Thì ở đây nó cũng sẽ có cấu trúc đó là axit pentanoic ha. Đó, cũng có cấu trúc là axit pentanoic, bên đây cũng phải có cấu trúc axit pentanoic, tức là phải có cái nhóm OH này. Cái cấu trúc này mới có hoạt tính. Còn nếu mà cái statin không có nhóm OH này coi như nó không có hoạt tính. Nhưng mà ở đây mình thấy trùng hợp nè. Trong cấu trúc nó có nhóm ancol, ở trên đây nó có nhóm axit, mà ancol có thể cộng với axit để tạo thành gì các anh chị? Lưu ý đối với những nhóm statin ha, vị trí số 1 COH ở đây ở vị trí số 1 và cái OH ở vị trí số 5 này nó có thể đóng vòng lại tạo thành ete. Đóng vòng lại ha, chỗ này loại OH nè, chỗ này loại hydro nè, tách nước ra thì nó sẽ đóng vòng lại, nối cái carbon dioxide oxy này lại thì nó đóng vòng lại tạo thành ete. Mà khi đóng vòng lại thành ete thì không còn nhóm axit chỗ này nữa, thì cấu trúc này mình gọi nó là tiền dược. Tiền dược đây cũng làm dạng tiền dược, ete thì để làm tăng tính thấm thôi ha, tăng tính thấm thôi. Rồi mình sẽ có trên đây, mình dựa trên cái mình đã nói trên đây ha. Rồi đánh số từ 1 tới 8 các anh chị cho biết ha, chị cho biết là cái cấu trúc nào là tiền dược, cấu trúc nào sau đây là tiền dược, thì các anh chị phải coi được trên những cái cấu trúc ha, nhìn được cái vòng có este vòng hay không, có este vòng thì nó là tiền dược. Còn nếu những cái cấu trúc mà nó có nhóm COH nè, COH thì nó là dạng có hệ tính bình thường ha. Ở trên đây mình sẽ có những cái cấu trúc đặc biệt, ví dụ như trên toàn bộ những cái cấu trúc này ha, mình nhìn bốn cái phía trên ha, bốn cái phía trên thì ở trên đây mình sẽ có những cái hệ phía dưới. Cái phía dưới nó là những cái dạng hai vòng ha. Thì những cái vòng này người ta đặt tên đó là những cái dạng vòng đó là decalin ha, những cái dạng vòng decalin. Thì đối với những cái cấu trúc phía trên hay là cấu trúc của statin đó, liên quan cấu trúc tác dụng á, thì cấu trúc nào nó có cái phần phía dưới của cái nhóm axit á, ở đây thông qua cầu nối là ethyl nè, những cái ngoài cái axit pentanoic ở trên á, thì thông qua cái cầu nối hai carbon chỗ này ha, thông qua cầu nối hai carbon chỗ này thì cái phần phía dưới này nè, phần phía dưới này cấu trúc nào nó có tính thân dầu thì nó sẽ có hoạt tính mạnh, còn thân nước thì hoạt tính nó yếu. Vậy thì các anh chị cho biết trong bốn cấu trúc trên đây cấu trúc nào sẽ có hoạt tính yếu nhất trên bốn cấu trúc này ha, nhấn mạnh lại là cái nào nó thân lipid thì nó sẽ có hoạt tính mạnh, thì ngược lại thôi, cái cấu trúc nào nó thân nước thì hoạt tính nó sẽ yếu. Vậy trên bốn cấu trúc này cấu trúc nào nó sẽ có hoạt tính yếu à? Cấu trúc số 4 ha. Cấu trúc số 4. Anh chị thấy cấu trúc số 4 có nhóm OH nè. OH thì nó thân nước ha, nó thân nước thì nó sẽ là nó thân nước thì nó sẽ là có tính yếu nhất ha, yếu nhất. Không có nhớ cái tên Ravastatin làm gì hết, nhưng mà mình nhìn trong cấu trúc ha. Thì ở trên đây simvastatin, lovastatin thì cái simvast nó cũng có hoạt tính mạnh hơn lovast ha. Nó hai cái này simvast và lovast chỉ khác nhau một cái vị trí thôi, nó có thêm một cái carbon bắt đối ở đây. Chỗ này nó có carbon bắt đối nè. Thì nó sẽ thêm một cái nhóm metin thôi, tính thân dầu nó nhiều hơn nên cái simvast này có hoạt tính mạnh hơn lovast, thì đó là dựa vào cái chỗ này. Nhưng mà ở đây chỉ nói thêm cho các chị biết thôi, nhưng mà trên những cái này thì các chị phải biết được cấu trúc nào có hoạt tính yếu yếu nhất, thì đó là Ravast có nhóm OH cao. Tiếp theo mình sẽ có cái nhóm phía dưới là nhóm vòng B. Nhóm phía dưới người ta nó không có cái chung, nhóm phía dưới là có nhóm dị vòng thơm nitơ. Trên cái dị vòng thơm nitơ này nó thường có những cái mạch carbon gắn lên nè, ba carbon isorubin nè, rồi những cái vòng thơm có cái halogen nè, vòng thơm có halogen ha, thì tính thân dầu ở dưới đây nó rất là mạnh, nên những cái nhóm phía dưới đây, nhóm vòng B dưới đây nè, thì nó sẽ có cái hoạt tính mạnh hơn nhóm vòng decalin trên đây. Vòng decalin trên đây thì cái hoạt tính nó chưa mạnh bằng cái nhóm phía dưới ha.
Đối với nhóm phía dưới đây thì mình sẽ nhớ cái rosuvastatin ha. Thì đối với cái cấu trúc của hai cái này luôn ha, rosuvastatin với lại là astoxvastatin. Thì đối với cái rosuvastatin và astoxvastatin này thì hai cái cấu trúc này nó có T1 phần 2 nó rất là dài. Nên khi mà mình sử dụng á là mình không có cần coi cái thời gian á, mình uống bất kỳ thời điểm nào trong ngày. Còn hầu như những cái cấu trúc khác, cấu trúc đặc biệt lovastatin, simvastatin này, những cấu trúc phía trên T12 nó rất là ngắn. Nên khi mình sử dụng á, khi mình sử dụng là mình phải uống là vào buổi tối, vì cái quá trình tổng hợp hay là cái enzyme á, HMG-CoA reductase nó sẽ hoạt động mạnh vào buổi tối. Khi mình ngủ ha thì là cơ thể sẽ tổng hợp ra cholesterol rất là mạnh, nên mình phải uống trước khi ngủ. Thì ở đây mình sẽ có là astoxvastatin và rosuvastatin. Thì hai cấu trúc này mình sẽ dễ nhớ lắm, mình sẽ nhớ bằng cách đó là hai cái cấu trúc này là thuộc nhóm vòng B á, là có dị vòng nitơ, nhưng mà dị vòng nitơ này chỉ nằm đơn lẻ một mình nó thôi. Ở đối với astoxvastatin ha, dị vòng nitơ là có một vòng đây nè, rồi những cái khác là nó đang gắn thêm vào. Rồi ở đây cũng vậy, đối với rosuvastatin là dị vòng nitơ đang nằm đơn lẻ một mình nó thôi, rồi có một cái vòng thơm nào đó nó gắn lên chung. Còn đối với những cái cấu trúc của cái bitavastatin với lại là fluvastatin á, thì mình sẽ thấy là nó là dạng cái dị vòng nitơ mà có hai vòng. T1 phần 2 nó không có quá dài như là cái astoxvastatin, rosuvastatin nha. Cấu trúc statin nào sau đây có thể sử dụng bất kỳ thời điểm nào ha. Có thể sử dụng bất kỳ thời điểm nào trong ngày. Nhóm decalin ở trên, cái nhóm vòng hai vòng ở phía trên đây là nhóm này nó chắc chắn là cái, hay là mình nhớ cái nào hai vòng thì nó đều là có tay một hàng ngắn hết, một vòng ha, cái phần phía dưới mà có một vòng, những vòng lẻ thì nó sẽ là có cái tay một phần hai rất là dài. Cơ chế thì mình đã nói rồi ha, cơ chế mình đã nói rồi. Thì điều chế ở đây thì cái quá trình điều chế thì thôi các anh chị cũng không cần, không yêu cầu các anh chị nhớ điều chế đâu. Rồi ở đây thì mình sẽ có nhớ cái tạp ha, mình nhớ cho cái tạp, tạp chất nào sau đây cần kiểm ha, tạp chất liên quan nào cần kiểm trong simvastatin. Cái cấu trúc của simvast hồi nãy mình đã giới thiệu rồi, nó rất giống lovast, nó chỉ khác nhau một vị trí thôi. Nhìn lại lần nữa ha, đây cái vị trí đánh dấu sao nè, ở đây cũng vậy, đây vị trí đánh dấu sao. Thì đối với cái lovast là nó sẽ có một cái nhóm hero. Còn đối với Simbad ở đây nó sẽ là một cái nhóm xếp ba, hay là dimetin chỗ này á ha, còn đây chỉ là một cái nhóm metin thôi. Thì khi mà tổng hợp á, cái lovast này nó có thể lẫn vào, nó sinh ra cái lovast này nó có thể lẫn vào trong cái simvastatin. Nên kiểm tạp liên quan á thì mình sẽ có kiểm thêm lovastatin ha. Rồi nhóm Firaz thì mình sẽ có cái đặc điểm cấu trúc ha, đặc điểm cấu trúc. Thì đối với nhóm Firaz thì nó sẽ có vai trò là nó giảm triglyceride là chính ha, do giảm tổng hợp của VLDL, mà VLDL là cái xe để chứa nhiều triglyceride, mà giờ thiếu xe thì những cái triglyceride này nó cũng giảm vận chuyển trong máu ha, giảm vận chuyển trong máu. Ở đây chỗ này ha, cái dạng có hoạt tính của nó và dạng không có hoạt tính của nó nằm ở chỗ này luôn. Thì trong cái quá trình mình tổng hợp á, trong cái quá trình tổng hợp thì ở đây mình nhìn ha, mình nhìn cái vòng thơm nè, vòng thơm ha, chlorophenoxy đó, phenin và oxy thì người ta đọc là phenoxy. Rồi phenoxy kéo ra đây nó sẽ có một cái axit, đó là axit 4 carbon. Thì axit này đó là axit isobutyric. Rồi đặc điểm cấu trúc của cái nhóm này, nó sẽ có một cái nhóm đó là phenoxy là cái này, cái nhóm này mình cũng học trong cái lợi tiểu rồi đó, lợi tiểu quay á, thì trong lợi tiểu quay có phenoxy á. Rồi cái isobutyric là một cái axit có 4 carbon nè, axit nè 4 carbon. Thì cái cấu trúc này là cái cấu trúc có hoạt tính, dạng hoạt tính của nó là có tính axit. Rồi nhưng mà có tính axit thì nó phân cực quá, người ta không có uống được,
uống không hấp thu nên người ta sẽ làm dạng tiền dược gắn thêm cái este vào. Đây, chỗ này là este này ha. Nên cấu trúc mà mình thấy có este thì nó là tiền dược. Este là tiền dược. Vào cơ thể thì nó sẽ cắt nó trả lại cái dạng có hoạt tính này thôi. Rồi, ở đây mình sẽ có ba cái cấu trúc. Đây, 1 2 3. Vậy thì cấu trúc nào nó sẽ là có hoạt tính? Cấu trúc nào là tiền dược? Cấu trúc nào trong ba cấu trúc này là cấu trúc có hoạt tính? Thì cấu trúc có hoạt tính trong ba cấu trúc này thì đó là cấu trúc số 3 có dạng axit tự do nè. Cấu trúc này có dạng axit tự do thì nó sẽ có hoạt tính ha, có hoạt tính. Thì ở đây mình sẽ thấy nè, cái chỗ này mình bỏ qua cái cầu chỗ này ha, cầu ba carbon chỗ này đi. Không có ba cầu ba carbon chỗ này ha. Thì nó cũng có cái nhóm phenoxy nè, đó, nhóm phenoxy nè ha. Rồi bên đây 4 carbon, axit 4 carbon ha. 1 nè, 2 nè, 3 nè, 4 nè. Thì đây là cũng là axit là butyric ha. Rồi có nhóm phenoxy, có axit butyric là nó là nhóm thuốc pyrat, nhóm pyrat ha. Ở đây nè, phenoxy nè. Rồi hai cái cấu trúc trên thì nó không có cái cầu nối ha, không có cầu nối giữa cái phenoxy và cái axit isobutyric, nhưng mà cái dưới thì nó lại có cầu nối, nhưng mà nó cũng có hai cái đặc điểm của cái nhóm này, đó là axit isobutyric và có cái nhóm phenoxy ha. Và ở đây nó kéo dài mạch carbon ra thì cái tính thân dầu nó tăng lên. Thân dầu nó tăng lên thì nó sẽ không cần làm nhiệt tiền dược nữa mà nó cũng hấp thu được rồi, hấp thu tốt rồi. Nên cái ramipril này nó không cần làm nhiệm tiền dược. Nó kéo dài ra rồi thì nó thân dầu rồi, hấp thu tốt rồi nên nó không cần làm nhiệm tiền dược nữa ha. Ở đây là cái số 3 mới đúng ha, dạng có hoạt tính. Thấy có axit tự do, còn thấy este thì nó là tiền dược, este là tiền dược. Cơ chế của nhóm pyrat là mình biết là ức chế tổng hợp là VLDL thôi. Ức chế tổng hợp VLDL thì nó sẽ làm giảm triglyceride. Rồi cấu trúc này là mình nhớ triglyceride là cách mình nhận dạng là có nhóm phenoxy và có axit isobutyric. Thì cái axit đó đôi khi nó bị este lại ha. Đôi khi axit đó nó sẽ bị este lại. Cấu trúc pyrat nào cần làm dạng tiền dược? Không cần làm dạng tiền dược. Không cần làm dạng tiền dược. Thì ở đây có thể cho các chị các cấu trúc ha, các cấu trúc ví dụ như chỗ này là axit luôn ha, không phải là este. Nhưng mà mình thấy đối với cái cấu trúc này, cái nhóm phenoxy gắn trực tiếp ví dụ cho các chị cái cấu trúc này ha. Đây, cái nhóm phenoxy đang gắn trực tiếp với lại là cái axit isobutyric á, thì khi nó đang gắn trực tiếp như thế này, cái tính thân dầu nó chưa đủ cao nên cái nhóm này vẫn phải làm nhiệm tiền dược, cần làm nhiệm tiền dược. Còn đối với cái cấu trúc cho cái chị cấu trúc của cái ramipril thì ở đây mình sẽ thấy cái khoảng cách tăng lên, kéo dài thêm ba cầu ba carbon nữa thì cái cấu trúc này nó sẽ cần làm nhiệm tiền dược. Thì mình nhớ là cái khoảng cách ha, nếu cái khoảng cách từ cái nhóm phenoxy tới cái isobutyric mà nó kéo dài ra ba carbon thì cái cấu trúc đó không cần làm dạng tiền dược nữa. Còn đối với những cấu trúc kia, mình sẽ cho các chị ví dụ cho các chị cái dạng này ha, dạng axit của nó, thì cấu trúc này phải làm dạng tiền dược chứ không phải là cho các chị cái este nữa ha, không phải là cho các chị cái este nữa mà cho các chị cấu trúc này nè. Thì nhìn cấu trúc này thì mình phải biết nó phải là cần làm dạng tiền dược mới hấp thu được, vì cái tính thân dầu nó chưa có đủ, tính thân dầu chưa đủ ha. Rồi cái nhóm mà tạo phức với axit mật này thì cái cơ chế hồi nãy mình đã nói rồi, cholesteramin, thì cái chỗ này nếu có hỏi các anh chị thì chỉ hỏi các anh chị là về cái cơ chế thôi, hoặc là hỏi các anh chị thuốc nào sau đây là giúp là tăng sử dụng cholesterol ha, tăng sử dụng cholesterol. Thì ở đây này mình nhớ nó là cholesteramin, nó tạo phức axit mật, thiếu axit mật thì phải tạo thêm axit mật, mà nguyên liệu tạo thêm axit mật là từ cholesterol. Rồi cái ezetimibe thì đó là cái nhóm thuốc để là ức chế cái hấp thu cholesterol nó ruột thôi. Thì đó là hai cái nhóm chính. Còn cái B, cái vitamin B3 này sẽ không hỏi các anh chị ha. Hỏi các anh chị ezetimibe với lại là cái nhóm đó là cholesteramin cơ chế là gì thôi. Rồi cái cholesteramin với lại là cái ezetimibe thì mình nhớ là cái cơ chế là gì.